Alo, alo. Chào cả nhà nhá. Chúng mình Vialin đây. Hello, chào tất cả các cháu. Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu cần full cái đề thi Sở Giáo dục Ninh Bình mới thi Sở Giáo dục Ninh Bình lần 2. Tiết lộ nho nhỏ, đề sở này là đề sở quê của người yêu cũ chúng mình. Nên các cháu nếu có vào học thì nhớ comment đáp án thật nhiều, share video live stream lại về tường nhá. Xót thương cho chúng mình vậy ạ. Hãy share video live stream này bởi đây một video live stream free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Alo, 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 các cháu nghe chúng mình nói gì không ạ? Hello, chào cả nhà. Hello. Đâu hết rồi nhỉ? Các cháu nhà mình đi chơi hết rồi. Có phải các cháu đi chơi hết rồi không? Các cháu ơi, nghe chúng mình nói gì không? Alo. Bọn này đi đâu hết rồi nhỉ? Belo. Các cháu có nghe thấy chúng mình nói gì không? Chết 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 chết. Hình như chúng nó không nghe thấy chúng mình nói gì hết. Hỏng hàng rồi. Ten 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 ten. Qua chúng mình có chút việc bận nên chúng mình không live stream. Đừng quên chúng mình nhá. Ông khổ thân chúng mình ấy. Chào cả nhà. Hello. Cả nhà ơi, cả nhà đâu hết rồi? Bello. Hello, chào cả nhà. Hãy share video live stream này về đây một video live stream free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn các cháu vào trong video live stream này với ạ. Chào cả nhà đang theo dõi buổi học live stream chữa full đề Sở Giáo dục Ninh Bình đến từ chúng mình Mialin ạ. Để rồi. Ui, chúng nó đã comment đáp án. Chào Hạ Thu Dịu nhá. Hello, chào các cháu. Nhanh tay share video live stream lại về tường ạ. Nhanh tay share video live stream này về tường ạ. Và tag các bạn của các cháu vào trong video live stream này vậy ạ. Khẩn trương ạ. Share video live stream này về tường. Tag các bạn vào trong video live stream. Giúp chú mình vậy ạ. Úi trời. Uầy. Đợi chúng mình một xíu. Chúng mình đi xe. Hello, chào cả nhà. Bê xem nào, tối nay tặng quà gì nhỉ? Tối nay nên tặng quà gì cho các cháu nhỉ? Các cháu nghĩ tối nay chúng mình nên tặng quà gì cho các cháu? Các cháu thích tặng quà gì ạ? Xem nào, tối nay tặng quà gì cho các cháu đây nhỉ? Uầy, chúng nó comment đáp án như vũ bão luôn. Chưa, chúng mình đã bảo comment đáp án đâu. Bây giờ chúng mình mới bảo comment đáp án này. Để chúng mình tặng quà này. Các cháu thích tặng quà không ạ? Quà gì bây giờ nhỉ? Quà gì bây giờ nhỉ? Nhiều quà quá không biết tặng quà nào. Thôi lại cái tặng quà tóm tắt lý thuyết hóa 12. Chắc giờ chúng nó vẽ cái này hơn. Tóm tắt
mai làm quà mới. Tóm tắt lý thuyết hóa 12. Đây, hôm nay chúng mình sẽ tặng quà các cháu phần tóm tắt lý thuyết hóa 12, chỉ dành cho những cháu nào xem video live stream của chúng mình lại về tường và tag các bạn vào trong video live stream này ạ. Ok ạ. Bắt đầu comment đáp án câu 41 ạ. Chúng mình chỉ tính là các bạn nào comment đáp án câu số 41 thôi ạ. À, bước 1 xem video live stream này về tường ạ. Bước 2 comment đáp án câu số 41 đầy Nguyễn Thị Kiều My này. Này, cháu này xe chưa? Cháu này không nhìn thấy xe, chưa có quà. Cháu Như Thủy đây. Ở câu số 1 chúng mình xin phép tặng quà cho 20 cháu đầu tiên ạ. Cháu Như Thủy chưa xe, chưa có quà. Cháu Dung này. Để nhận được quà, bước 1 xe video live stream lại về tường ạ. Cháu này cũng chưa xe, chưa có quà. Cháu này chưa xe, chưa có quà. À, cháu Đinh Thị mấy skin hay hay chú dĩ nhiên rồi, chúng mình sẽ dạy các cháu các skill hay hay. Chết dở nhỉ. Cái này của chúng mình bị làm sao á? Chúng mình vào cái bị nhảy thành fanpage. Đây đây bây giờ mới được này. Nào xem nào. Cháu Dung rồi, cháu Nguyễn Minh Hiến ạ. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Cháu Hiến chưa xe, chưa có quà. Cháu Lê Văn Sơn ạ. Cháu Lê Văn Sơn xe chưa? Lê Văn Sơn xe rồi. Cháu đầu tiên nhận được quà của buổi tối ngày hôm nay. Tóm tắt lý thuyết hóa 12. Đấy, gửi tặng quà cháu Lê Văn Sơn nha. À, các cháu chú ý là click vào cái link đấy, sau đó là chọn vào nút start thì sẽ nhận được quà nhé. Nhiều cháu không 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 click vào nút start thì không thấy quà đâu. Phạm Văn Thịnh ạ. Chúng mình xin phép là ở câu số 1 chúng mình sẽ tặng quà cho 20 cháu nhanh nhất ạ. Chúng mình xin phép ở câu số 1 chúng mình tặng quà cho 20 cháu nhanh nhất ạ. Nhớ nha, bước 1 share video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ để nhận được quà. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Xem nào, có những cháu nào bị mất gốc thì tag vào đây để chúng mình giúp chúng mình độ ạ. Hello, chào Nguyễn Bình Dương ạ. Đấy, tối hôm qua chúng mình phải nghỉ một buổi live nên hơi bị nhớ các cháu, nên là tối nay chúng mình sẽ live full cái đề Sở Ninh Bình độ cho các cháu ạ. Đây, cháu Hiếu Minh xe rồi. Nhớ nhá, các mốc tặng quà vẫn như cũ ạ. 1, 10, 20, 30 và 40 ạ. Hà Thu Diệu đây rồi, top fan nhà chúng mình đây rồi. Hà Thu Diệu đây rồi. Gửi quà cho Hà Thu Diệu nha. Đây, quà cho Hà Thu Diệu đây cháu ơi. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án để nhận được quà. Chào Hoàng Dung nhá. Hoàng Dung xe chưa? Hoàng Dung này, Hoàng Dung K2 K1 luôn. Chào bé heo nhá. Bé heo xe video live stream chúng mình chưa? Bé heo chưa xe, chưa có quà rồi. Chào Đinh Thị Thu Thảo nhá. Đinh Thị Thu Thảo ngày xưa là top fan đấy, xong bây giờ bị out top fan rồi. Đây, gửi quà cho Đinh Thị Thu Thảo đây. Nhớ này, để nhận được quà của chúng mình, bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án nhá. Comment đáp án thật thật nhiều để chúng mình thuộc tên. Chúng mình xin phép tặng 20 cháu cái món quà ở ngay câu số 1. Sau đó là sang đến câu số 20, à, câu số 10, câu số 20. Phần tặng quà chúng ta liên tục ở các câu tròn trục ạ. À, chào Lê Văn Sơn nhá. Hãy share video live stream lại về tường ạ. Và tag các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây vậy ạ. Chào Lê Văn Sơn share rồi đây. Gửi quà cho Lê Văn Sơn ạ. Ok. Đấy, bước 1 share ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Nhớ không quên tag các bạn bị mất gốc vào đây nha. Chúng mình xin phép chúng mình tặng quà thêm cho hai cháu nữa thôi ạ. Nguyễn Minh ạ, Nguyễn Minh chưa xe ạ. Chúng mình xin phép chúng mình tặng quà thêm cho hai cháu nữa thôi ạ. Trần Tuấn Minh này, Trần Tuấn Minh xe chưa? Trần Tuấn Minh xe rồi. Gửi quà cho Trần Tuấn Minh ạ. Ok, đây cháu này mua sách của chúng mình rồi này. Ok, gửi Trần Tuấn Minh ạ. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Chào Phạm Diễm Quỳnh nhá, Phạm Thị Diễm Quỳnh này. Phạm Thị Diễm Quỳnh, Phạm Thị Diễm Quỳnh vừa nhận được quà xong, gửi quà sang cho một cháu nữa là cháu Phạm Thúy Huyền. Phạm Thúy Huyền, chào Phạm Thúy Huyền nhá. Hello, Phạm Thúy Huyền xe rồi. Nhớ này, các bước để nhận được quà của chúng mình là bước 1 xe video live stream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ngay lập tức sẽ nhận được quà của chúng mình. Đấy, ok. Ok, chào Chúc Chúc nhá. Hello, chào cả nhà. Ok, à, chú Vinh vừa tặng quà xong cho 20 cháu đầu tiên comment đáp án câu số 1. Phần tặng quà chúng ta sẽ quay trở lại ở câu số 10. Chúng mình sẽ ưu tiên tặng quà cho những cháu nào comment đáp án nhiều nhất và để cho chú Vinh thuộc tên nhất từ câu số 41 đến câu số 50. Và ở câu số 50 là lúc nào chú Vinh bảo là bắt đầu comment đáp án thì chú Vinh bắt đầu tính từ đấy ạ. Ok, bắt đầu nhé các cháu nhá. Bắt đầu mạnh mẽ cái nào. À, xin giới thiệu với cả nhà là hôm nay chú Vinh sẽ hướng dẫn cho cả nhà giải full cái đề Sở Giáo dục Ninh Bình. Vừa mới thi, đây là đề Sở Giáo dục Ninh Bình lần 2 ạ, năm 2020 ạ. Ok, chúng ta bắt đầu chiến đấu nhá. Nào,
Câu 41 ạ. Chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là gì ạ? Chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu ạ. Nước cứng vĩnh cửu thì có thể được làm mềm bởi từ hai anh, đúng không ạ? Một anh là gì ạ? Na2CO3, một anh là Na3PO4. Vậy chất có thể được dùng để dùng nước làm mềm nước cứng vĩnh cửu ở trong này chỉ có thể là Na2CO3. Ok. Câu 42 ạ. Câu 42 ạ. Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào. Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào. Axit acetic CH3 COOH nhỏ brom vào anh này không hiện tượng gì. Benzen C6H6 nhỏ vào không hiện tượng gì. Metinamin CH3NH2 nhỏ brom vào không hiện tượng gì. Vậy chỉ có anilin khi nhỏ brom vào thì chúng ta thu được kết tủa màu trắng nhá. Tri-brom anilin. Các cháu lưu ý nhá. Vậy suy ra kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào anilin. Các cháu lưu ý là anh này rất là hay thi ạ. Hãy share video livestream này bởi đây một video livestream free ạ và giúp chú Vinh tag các bạn của các cháu vào trong video livestream này ạ. Tag các bạn mất gốc bởi vì từ câu số 40 cho đến câu số 60 là câu chống mất gốc ạ. Câu 43. Chất nào sau đây là muối axit? Muối axit là muối mà vẫn còn hydro ở trong gốc axit và có khả năng phân ly. Anh này là muối trung tính vứt, anh này là muối nitrat, muối này muối trung hòa vứt, anh này là bazơ vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, NaHSO4. Ok. Câu 44 ạ. Câu 44. Dung dịch BaCl2 tạo kết tủa với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường? Dung dịch BaCl2 tạo kết tủa với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường ạ? Chú ý cho chú Minh là tạo kết tủa. Các cháu comment đáp án thật nhanh nhanh lên để chúng mình xem là đúng hay sai ạ. Đấy, comment đáp án để chứng tỏ rằng là mình hiểu ạ. Ok. Share video livestream này tại đây một video livestream free ạ. Câu số 44. Dung dịch BaCl2 tạo kết tủa với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường? Thì chúng ta lưu ý này, BaCl2 không tác dụng với NaHCO3 nhá. Không tác dụng với NaCl3. BaCl2 cũng không tác dụng với NaCl nhá. Cũng không tác dụng với NaOH, vậy nó chỉ có tác dụng với Na2SO4 để tạo thành kết tủa là BaSO4 thôi ạ. Vậy kết tủa chúng ta là kết tủa B, đáp án B ạ. Ok, các cháu hiểu không ạ? Ok, các cháu hiểu không ạ? Giúp chúng mình tác bạn bị mất gốc vào đây với ạ, để chúng mình độ ạ. Câu 45 ạ. Nào, câu 45. Đốt cháy chất nào sau đây luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước ạ? Đốt cháy chất nào sau đây luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước? Xem nào. Các cháu có nhớ không ạ? Để thu được số mol CO2 bằng số mol nước thì nó phải là gì ạ? Alken đúng không? Alken đúng không? Đấy, mấy cái đề thi trung học thông quốc gia rất hay kiểm tra lại kiến thức hóa học lớp 11 nên là các cháu rất dễ toang ở đây ạ. Vậy alken ở đây đáp án đúng của chúng ta là gì? C2H4. Ok, đáp án đúng là đáp án A. Câu 46. Chất thuộc loại disaccharide là cái này chú Bình mới ôn ở bên trong cái lớp tập ôn luôn xong. Disaccharide thì fructose là monosaccharide nhá. Glucose là monosaccharide nhá. Cellulose là gì ạ? Cellulose là gì ạ? Cellulose là polysaccharide nhá. Vậy thì chỉ còn có saccharose và maltose là disaccharide thôi. Vậy chất thuộc loại disaccharide của chúng ta là đáp án đúng là đáp án A. Câu 47 ạ. Câu 47. Nhôm không khử được oxit nào dưới đây ở điều kiện thích hợp ạ? Nhôm không khử ạ. Không khử được oxit nào dưới đây ở điều kiện thích hợp. Chúng ta lưu ý rằng là nhôm có thể khử được tất cả các oxit của các anh kim loại đứng đằng sau nó nhá. Nhôm có thể khử được tất cả các anh oxit của anh kim loại đứng sau nó. Vậy nhôm khử được Fe2O3 đúng không? Nhôm khử được FeO, nhôm khử được CuO. Vậy nhôm không khử được thằng nào ạ? Nhôm không khử được Na2O. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, rất là dễ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang comment đáp án nhiệt tình. Coi như là một lời ủng hộ chúng mình ạ. Câu 48 ạ. Câu 48. Ở nhiệt độ thường thì FeCl3 không phản ứng với chất nào sau đây ạ? Xem còn nhớ không ạ? Ở nhiệt độ thường ạ, FeCl3 không phản ứng ạ. Lưu ý từ không. Không phản ứng chất nào sau đây. Thế thì đồng thì hoàn toàn cộng với lại sắt 3, đúng không? Đây, đồng cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng, đúng không? Vứt. Magie thì hoàn toàn cộng được với sắt 3 cộng để tạo thành magie 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng, đúng không ạ? Vứt tiếp ạ. Sắt hoàn toàn cộng với lại sắt 3 cộng để về sắt 2 cộng, vứt nốt ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, bạc. Rất là dễ luôn ạ. Câu 49, cháu nào yếu hóa vào đây chúng mình độ hóa chứ. Cháu nào yếu vào đây chúng mình độ. Ok. Câu 49.
Khí CO2 tạo kết tủa với lượng dư dung dịch nào? Khí CO2 tạo kết tủa với lượng dư dung dịch nào? Chúng ta lưu ý cho chúng mình là CO2 thì không tạo kết tủa với CaHCO3 lần nhá. CO2 có phản ứng với N2CO3 nhưng tất cả các muối natri đều tan ạ. CO2 không phản ứng với BaCl2 ạ. Vậy CaOH2 lần dư mà tác dụng với CO2 thì tạo thành CaCO3. Vậy CO2 tạo kết tủa với lượng dư dung dịch CaOH2 lần. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Ok ạ. Các cháu ơi sang câu số 50 nào. 50 nào. Bắt đầu comment đáp án câu 50 nhá. Bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án sẽ nhận được quà của chúng mình. Câu 50 ạ. Câu 50 cực kỳ dễ ạ. 50 này. Chúng mình vừa nói xong thì có bạn Nguyễn Trần Thành Đạt comment ngay đầu tiên. Cháu này share chưa? Cháu này share rồi. Gửi quà cho cháu luôn ạ. Ở câu 50 này chúng mình xin phép tặng quà cho 10 cháu comment đáp án nhanh nhất và share video livestream của chúng mình lại về tường ạ. Nguyễn Trần Thành Đạt ạ. Các cháu nhớ nha, bước 1 share video livestream lại về tường, chúng mình có kiểm tra. Bước 2 comment đáp án ạ. Có rất nhiều bạn kêu là cháu share về rồi, nhưng mà tại sao cháu lại không nhận được quà? À bởi vì là cháu share chưa để chế độ public ạ. Nhớ share video livestream của chúng mình phải để chế độ public thì chúng mình mới vào chúng mình nhìn thấy được. Chúng mình nhìn thấy được thì chúng mình mới biết là cháu đã share thì chúng mình mới tặng quà được cho cháu nhá. Nhớ đấy. Hãy share video livestream này bởi đây một video livestream free của chúng mình ạ và giúp chúng mình tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này vậy ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ nhiệt tình với chúng mình ạ. Comment đáp án thật thật nhiều nhiều vào để mà chúng mình thuộc tên để chúng mình ưu tiên tặng quà đầu tiên nhá. Giao uy cháu này quen tên lắm rồi. Cháu này comment đáp án rất rất nhiều luôn ạ. Ok ạ. Bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án để nhận được quà của chúng mình ạ. Hello chào Ngọc Sơn. Ngọc Sơn share video livestream chúng mình chưa? Ngọc Sơn chưa share, chưa có quà. Hello chào Nguyễn Trần Thành Đạt. Nguyễn Trần Thành Đạt share chưa? Nguyễn Trần Thành Đạt share rồi ạ. Bước 1 share video, Nguyễn Trần Thành Đạt có quà rồi. Bước 1 share video livestream của chúng mình, bước 2 comment đáp án ạ. Chúp chúp, hello chào chúp chúp. Chúp chúp đấy, chúp chúp bé ỉn đấy, share video livestream chúng mình rồi. Gửi quà luôn cho chúp chúp đấy. Gửi quà luôn cho cháu chúp chúp nha. Chúp chúp mau ăn chóng lớn 2 năm 3 lứa cháu nha. Hello chào Ngọc Sơn ạ. Ngọc Sơn share video livestream chúng mình chưa? Ngọc Sơn chưa share, chưa có quà. Mẫn Nhi, hello chào Mẫn Nhi. Mẫn Nhi share video livestream chúng mình chưa? Mẫn Nhi share rồi, gửi quà cho Mẫn Nhi ạ. Chúng mình xin phép chúng mình chỉ tặng quà thêm cho 3 cháu nữa thôi ạ. Chúng mình chỉ tặng quà thêm cho 3 cháu nữa, chương trình chỉ tặng quà thêm cho 3 cháu nữa và lát nữa chúng ta sẽ lại quay trở lại chương trình tặng quà ở câu số 60 ạ. Bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. An Nhiên share rồi đây, gửi quà cho An Nhiên ạ. Các cháu nhớ nha, bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án nhá. Nhớ tag giúp chúng mình các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Hello chào Gia Huy. Gia Huy có quà rồi. Hello chào Hoàng Thịnh. Cháu Hoàng Thịnh là cháu cuối cùng được nhận quà ở câu cháu này chưa có xe, chưa có quà. À đấy, phần thưởng lại rớt xuống bạn Lợi Dương Văn. Lợi Dương Văn đã xe rồi. Gửi quà cho Lợi Dương Văn. Ok. Các cháu ơi, chú Binh bảo này. Các cháu ơi, chú Binh bảo này, đến câu số 60 chú Binh lại tặng quà cho 10 bạn nữa nhé. Comment đáp án thật nhiều và nhớ xe video livestream lại về tường để nhận được quà ở câu số 60 nhá. Hello. Hello, chào cả nhà. Ok, chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 50 ạ. Câu số 50. Cho các chất dưới đây, chất nào có phân tử khối bằng 146? Valin là 117, vừa dạy xong ạ. Lysin là gì ạ? 146 ạ. Ok ạ. Glycin là 75 ạ. Alanin là 89 ạ. Vậy 146 là lysin, đáp án đúng là đáp án B, bỏ lysin. Câu 51. Câu 51. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch NaOH dư thì không thu được chất nào sau đây? Vậy thì thủy phân anh này thì mình thu được là C17H33COONa cộng C15H31COONa cộng C3H8O3. Vậy xem nhá, cùng xem nhá, xem là không thu được anh nào nhá. Xem nào. C3H5OH3 lần có. C17H35 có, đúng không? C15H31 có. À C17H33 có. C7H35 không có. Vậy không có là B, bò. Không có thằng B các cháu nhá. Nhớ nhá. Ok ạ. Hãy share video này bởi đây một video free ạ. Giúp chúng mình tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây. Bởi đây chúng mình đang độ lại hóa học cho các cháu. Câu số 52 ạ. Câu số 52 ạ. Công thức của sắt 3 hydroxit là gì ạ? Câu số 52. Công thức của sắt 3 hydroxit là gì ạ? Sắt 3 chú ý đây là hydroxit. Vậy thì nhóm của nó phải là nhóm OH nhá. Nhóm OH thì nó là FeOH bao nhiêu lần ạ? À? FeOH 3 lần. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 53.
Xà phòng hóa ST, xà phòng hóa ST bằng dung dịch NaOH thu được muối có công thức là, thì muối của chúng ta chắc chắn phải thu được là CH3COONa. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Các cháu ơi, các cháu, chúng mình giải như vậy thì có nhanh quá không ạ? Nếu mà nhanh quá thì chúng mình sẽ giảng lại chậm để cho các cháu cùng học ạ. À, các cháu nhớ comment đáp án để chúng mình biết được rằng là cháu làm đúng hay làm sai nhá. Và nhớ là lưu ý là xe lại về tường để mà có tài liệu học chuẩn bị là thi rồi nhá. Ok ạ. Câu số 54 ạ. Nhóm vật liệu nào sau đây mà polymer của nó đều có thể điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Lưu ý cho chúng mình cái từ ở đây là từ trùng ngưng ạ. Nhá. Từ trùng ngưng thì chúng ta sẽ có là tơ ô lông này là tơ ô lông không phải trùng ngưng. Đây tơ ô lông đây ạ. Tơ ô lông là trùng hợp. Đây, CHCN có nối đôi này là trùng hợp nhá. Vậy là vứt tơ ô lông. Tiếp tục thủy tinh, cao su cũng bỏ luôn ạ. Cao su là cháu này cũng là trùng hợp ạ. Cao su đây ạ, trùng hợp. Vứt luôn ạ. Được chưa ạ? Tiếp tục là bỏ ngay thằng tơ acetat ạ. Tơ acetat là cho thằng cellulose tác dụng với lại anhydride acetic ạ. Bỏ ạ. Vậy ở đây chúng ta chỉ có gì thôi ạ? Ni lông 6, ni lông 6,6. Ni lông 6 là trùng ngưng epsilon amino caproic. Ni lông 6,6 là đồng trùng ngưng thằng acid adipic và hexametylendiamin. Tơ láp san là đồng trùng ngưng thằng ethylene glycol và acid terephthalic, đúng chưa? Vậy trùng ngưng chúng ta phải là đáp án D các cháu nhá. Rất nhiều cháu chọn sai thành C ạ. Rất nhiều cháu toang đấy ạ, khổ không ạ. Đấy thế thì phải bơi vào đây để chúng mình độ nhá, bơi vào đây để chúng mình độ. Câu 55. Câu 55 nè. Chất rắn không tan được trong dung dịch HCl dư là, chất rắn không tan được trong dung dịch HCl dư. Thế thì NaCl thì tan hoàn toàn đúng không ạ? Tan. CaNO3 hai lần cũng tan, CaCO3 càng tan. Vậy ở đây không tan trong HCl dư là anh BaSO4. Tại sao ạ? Bởi vì anh này là kết tủa không tan trong axit nhá, mạnh. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Ok ạ, rất là dễ ạ. Câu 56 nè. Câu 56. Dung dịch FeSO4 không tác dụng được với chất nào sau đây ạ? FeSO4 ạ. Không tác dụng được với chất nào sau đây ạ? Dung dịch FeSO4 không tác dụng với chất nào sau đây? FeSO4 thì tác dụng với KOH để tạo thành FeOH hai lần. FeOH hai lần. Đúng chưa? Tác dụng với NH3 để tạo thành FeOH hai lần. Đúng chưa? Không tác dụng được với đồng. Đúng chưa? Có tác dụng với BaCl2 để tạo thành BaSO4. Vậy ở đây 56 FeF4 không tác dụng được với Cu. Cu làm sao đẩy được sắt? Đúng không ạ? Cu không đẩy được sắt. Đáp án đúng là đáp án D nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, câu 57 nào. Câu 57 nào. Nào, khẩn trương comment đáp án xuống dưới để chúng mình xem cháu làm đúng hay làm sai. Làm đúng thì ok, còn làm sai thì chúng mình sẽ độ ạ. Ok. Hãy share video này lại, bởi đây một video free ạ, giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây ạ. Bạn nào mà chưa like cái video này thì nhớ like đi nhá. Nhớ like đi, xem free mà lại không like. Đúng không? Câu 57. Dung dịch nào sau đây tác dụng với CaOH hai lần và CaCO3? Đây, anh này có tác dụng, anh này không. Anh này có, anh này không. Nhưng không tác dụng được với AgNO3 nhá. Không tác dụng được với AgNO3 thì chúng ta lưu ý cho chúng mình này, anh HCl này tác dụng với AgNO3 để tạo thành kết tủa AgCl. Vứt đúng không ạ? Vậy để không tác dụng với AgNO3 thì chỉ có đáp án đúng của chúng ta là đáp án A mà thôi ạ. Chỉ có đáp án A mà thôi. Câu 58 nào. 58 nào các cháu ơi, 58 đáp án gì ạ? 58 đáp án gì? Hãy độ cho chúng mình đi ạ. 58 này chúng mình quên mất rồi. Chất nào sau đây có tính lượng tính ạ? Chất nào sau đây có không, à không có tính lượng tính đấy, mặt lé tí chết ạ. Chất nào sau đây không có tính lượng tính ạ? AlOH3 lần là hydroxit lượng tính, một trong năm anh hydroxit lượng tính. Al2O3 là oxit của nó nên chắc chắn cũng lượng tính. NaHCO3 thì có ion HCO3 trừ cũng lượng tính. Vậy ở đây không có tính lượng tính thì chỉ có thể là đáp án gì thôi ạ? Chỉ có thể là đáp án C thôi ạ. Ok. Câu 59 là chuẩn bị được 5 điểm rồi. 60 là 5 điểm đấy các cháu ạ. Câu 59 nào. X là chất rắn màu trắng. X là chất rắn màu trắng, dễ nghiền thành bột mịn, tạo được loại bột nhão, có khả năng đông kính nhanh khi nhào bột với nước, thường được dùng để nặn tượng, đúc khuôn, bó bột khi gãy xương. Đây này, cái từ bó bột khi gãy xương là từ cực kỳ quan trọng ạ. Vậy thì nó là cháu gì ạ? Rất rắn màu trắng nhé, dễ nghiền thành bột mịn nhé, tạo được bột nhão, có khả năng đông cứng nhanh khi nhào bột với nước, thường dùng để nặn tượng, đúc khuôn, bó bột khi gãy xương. Đấy, vậy thì X là chất nào ạ? Chất nào ạ? Chất nào ạ? Chất nào ạ? X không thể là CaO được đúng không ạ? Thạch cao sống hay thạch cao đung hay thạch cao khan ạ?
Thạch cao sống hay thạch cao nung hay thạch cao khan ạ? Chắc chắn là không thể là thạch cao sống được đúng không ạ? Giờ mình có phân vân giữa CaO à, CS4 và CaSO4 ngậm một nước. Đáp án gì ạ? CS4 hay là CS4 ngậm một nước ạ? Đấy, thường dùng để nặn tượng, đúc khuôn, bó bột khi gãy xương ạ. Là thằng nào ạ? Đây, thạch cao nung, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Ok, nhưng mà nói thật với các cháu là câu 59 thì chúng mình không thích cho lắm, bởi vì đây là ích chất rắn màu trắng dễ nghiền thành bột mịn, thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể tô được đáp án B là CL4, đúng không ạ? Đấy, hoàn toàn mình có thể tô được đáp án đấy. Nào. Câu 60 ạ. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án câu 60 ạ. Cháu Đạt Nguyễn không cần quà nên không cần tặng quà cháu Đạt Nguyễn. Hà Thị Thúy ạ. Hà Thị Thúy đã xe video livestream lại về tường chưa ạ? Hà Thị Thúy chưa share, chưa có quà, tiếc thế. Xem nào, Hữu Lợi ạ. Hữu Lợi chưa có comment đáp án. Thắng Huynh Huynh ạ. Bước 1 share video livestream chú Minh lại về tường. Thắng Huynh Huynh chưa share ạ. Bước 1 share video livestream của chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Lê Xuân Bắc ạ. Lê Xuân Bắc, Lê Xuân Bắc, Lê Xuân Bắc share rồi. Gửi quà cho Lê Xuân Bắc ạ. Bước 1 share video livestream của chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Comment thật thật nhiều đáp án để chú Minh thuộc tên thì chú Minh sẽ ưu tiên tặng quà trước ạ. À, Trần Tuấn Minh. Trần Tuấn Minh, hello chào cháu Trần Tuấn Minh. Trần Tuấn Minh đã share video livestream lại về tường. Tên lại còn giống tên chú Minh luôn. Gửi quà luôn cho Trần Tuấn Minh ạ. Ở phần câu số 60 này chú Minh xin phép tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất ạ. Hoàng Nhuận Cầm ạ. Hello chào Hoàng Nhuận Cầm. Hoàng Nhuận Cầm chưa share video livestream của chú Minh, chưa có quà. Hello chào Đình Thục. Đình Thục share video livestream của chú Minh chưa ạ? Đình Thục xe video livestream của chú Minh rồi. Gửi quà cho Đình Thục ạ. Các cháu nhớ nhé, các bước để nhận quà ạ. Bước 1 xe video livestream của chú Minh lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Thank you Đình Thục nha. Hello chào Thắng Huynh Huynh ạ. Hello chào cháu Thắng Huynh Huynh. Thắng Huynh Huynh đã xe video livestream của chú Minh rồi. Gửi quà cho Thắng Huynh Huynh này. Ok, thank you Thắng Huynh Huynh nha. Bước 1 xe video livestream của chú Minh. Bước 2 comment đáp án ạ. Hello chào Phạm Thùy ạ. Phạm Thùy đã xe video livestream chú Minh chưa? Phạm Thùy lúc này share rồi. Phạm Thùy gửi quà cho Phạm Thùy nào. Đây. Gửi quà cho Phạm Thùy. Ok, Phạm Thùy đã có quà. Dễ lắm ạ. Ok, Đoàn Thị Hồng Nhung ạ, chú Minh xin phép chỉ gửi quà thêm cho hai cháu nữa thôi ạ. Đoàn Thị Hồng Nhung đã share video livestream của chú Minh lại về tường. Đoàn Thị Hồng Nhung đã share video livestream của chú Minh lại về tường. Gửi quà cho Đoàn Thị Hồng Nhung này. Hello Đoàn Thị Hồng Nhung nhá. Chào Vĩ Triệu Lê. Vĩ Triệu Lê đã share video livestream chú Minh lại về tường chưa? Vĩ Triệu Lê share rồi, gửi quà cho Vĩ Triệu Lê ngay và luôn. Hello chào Vĩ Triệu Lê, Vĩ Triệu Lê có quà rồi nha, check inbox cháu nha. Còn một cháu nữa thôi ạ, cháu Hoa Minh. Hello chào Hoa Minh, phần quà sẽ dành cho những người nào mà kiên trì và bền bỉ nhất nhá. Kiên trì và bền bỉ nhất, luôn luôn đặt trọn niềm tin nơi chú Minh ạ. Ok ạ, cháu này cũng chưa share, chưa có quà. Kem su rồi, Quang Huy ạ. Quang Huy share chưa? Quang Huy xe chưa? Quang Huy xe rồi, gửi quà luôn cho Quang Huy. Đấy, gửi quà luôn cho Quang Huy. Các cháu nhớ nhá, để nhận được quà của chú Binh, bước 1 xe video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Ok, câu số 60 đáp án gì ạ? Chú Binh xin phép đến câu 70, chú Binh sẽ lại quay trở lại phần tặng quà nhá. Ok ạ. Sang đã xong 10 bạn ạ, sang câu 70 chú Binh sẽ lại quay trở lại phần tặng quà. Câu số 60, kim loại dẫn điện tốt nhất là gì ạ? Kim loại dẫn điện tốt nhất là gì ạ? Trong này là gì ạ? Là gì các cháu? Nói to lên xem nào. Bạc đúng không? Bạc, kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc. 5 điểm ạ. Câu số 61. Câu số 61. Lên men mg glucose. Lên men mg glucose, câu này hay này. Glucose là C6H12O6, hiệu suất là 90% nhá, 0,9. Hiệu suất là 90%, 0,9. Lượng CO2 sinh ra. Đây thu được hai thằng CO2 nhá. CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch CaOH 2 lần nhá. Hấp thụ vào dung dịch CaOH 2 lần thì chúng ta thu được 10 gram kết tủa là CaCO3, kết tủa là 10 gram và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gram. Vậy ở đây chúng ta lưu ý này, m dung dịch giảm 3,4 gram thì bằng m vào trừ m ra, được chưa? Đấy, bằng m vào trừ m ra. Vậy hoàn toàn ở đây mình có m vào là MCO2, MCO2, m ra là m kết tủa là 10. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được m của thằng CO2 bằng bao nhiêu ạ? M của CO2 bằng bao nhiêu ạ? M của CO2 bằng
10 trừ đi 3,4 thì bằng 6,6 ạ. Hoàn toàn chúng mình tìm được số mol của CO2 là chia cho 44 thì bằng 0,15 mol. 0,15 mol. Anh này là 0,15 thì suy ngược trở lại 0,15 nhân 1 chia 2 bằng 0,075. Thuận nhân nghịch chia chia 0,9 ạ. 0,075 mà chia 0,9, 0,075 chia 0,9 bằng 0,0833 nhân 180 bằng 15 gram ạ. Đáp án của chúng ta là bằng 15 gram. Đáp án đúng đáp án D ạ. Ok, dễ không các cháu? Hãy share lại video này bởi đây một video free ạ, và giúp chúng mình tag tất cả các bạn bị bớt gốc của các cháu vào đây với ạ. Câu số 62. Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Xem nào, phát biểu nào không đúng các cháu ơi. Phát biểu nào không đúng ạ? Kim loại sắt phản ứng với dung dịch HCl tạo mối sắt 2. Hoàn toàn chính xác. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại sắt để tạo thành sắt dương 2. Hoàn toàn chính xác. Trong phản ứng hóa học, Fe2 cộng chỉ thể hiện tính khử. Sai ạ. Sắt 2 cộng hoàn toàn có vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxy hóa. Đúng không ạ? Vậy sai là C. Ví dụ ạ, sắt 2 cộng mà tác dụng với magie thì hoàn toàn nó về thành sắt cộng với magie2 cộng. Đúng không các cháu? Đúng không ạ? Vậy đây là sai. C là sai. Câu 63. 63 xem nào. Cho sơ đồ chuyển hóa FeNO3 3 lần mà nhiệt phân thì X chắc chắn thu được Fe2O3. Vứt cháu này đi. Vứt cháu này đi. Fe2O3 cộng CO dư thì thu được Fe đây là chất Y. Đúng không ạ? Chất Y mà cộng đây là FeCl3. Y Fe cộng FeCl3 thì Z là FeCl2. Được chưa? FeCl2 cộng T để tạo thành FeNO3 3 lần. Vậy T chúng ta khử được sắt 2 cộng. T mà khử được sắt 2 cộng, vậy thì chắc chắn nó phải là gì ạ? Chắc chắn nó phải là AgNO3. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Câu số 64 ạ. Câu số 64 ạ. Cho các nhận định sau. Cho các nhận định sau ạ. Câu 64 ạ. Cho các nhận định sau. Xem nào. Cho các nhận định sau. Số nhận định đúng là, số nhận định đúng là dung dịch alanin làm quỳ tím hóa xanh. Alanin là H2NCHCH3COOH không làm quỳ tím đổi màu. Vứt. Các tripeptide trở lên hòa tan COOH 2 lần ở nhiệt độ thường tạo phức chất màu tím. Chính xác, bí ổ rề đấy ạ. Dung dịch lysin làm quỳ tím hóa xanh. Lysin chúng ta có hai nhóm COOH, một nhóm NH2. Đúng chính xác, làm quỳ tím hóa xanh thật. Chính xác. Hợp chất là dipeptide xem nào. H2 này, CH2CO này, NHCH. Đúng rồi, dipeptide. Dipeptide được cấu tạo, dipeptide được cấu tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid. Chính xác. Vậy số nhận định đúng là 2, 3, 4. Vậy chúng ta có 3 nhận định đúng nhá. Đáp án đúng là đáp án B. Ok. Ok, dễ không ạ? Quá dễ. Câu 65 ạ. Câu 65. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Anilin có tính bazơ yếu nhưng dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím. Đúng chính xác, anilin không làm đổi màu quỳ tím và nó có tính bazơ yếu. Chất béo còn được gọi là triglyceride hoặc triacin glycerol. Hoàn toàn chính xác ạ. Nhỏ dung dịch AgNO3 dư vào FeCl2 thu được chất rắn chỉ có AgCl toang ạ, sai ạ. AgNO3 mà vào FeCl2 thì mình thu được AgCl và ngoài nó mình có bạc cộng cộng với sắt 2 cộng để tạo thành bạc cộng với sắt 3 cộng nữa, nên chỉ thu được chất rắn là AgCl là sai nhá. Vậy phát biểu sai của chúng ta là đáp án C. Đúng chưa? À ole, ok, xin lỗi các cháu. Xin lỗi các cháu. Lysin làm quỳ tím hóa xanh là đúng, hai nhóm NH2 một nhóm COH ạ. Sorry cả nhà, chúng mình vừa ở đây chúng mình nói nhầm về cấu trúc nhưng chúng mình vẫn tô đúng đáp án, thế mới kinh dị. Câu 66. Câu 66. Trùng hợp chất X thu được polyvinyl clorua. Khối lượng mol của X có giá trị là, để thu được polyvinyl clorua thì đi từ vinyl clorua CHCl nhá, nhiệt độ, áp suất, xúc tác, được chưa? Để tạo thành CH2CHCl tất cả N lần. Đúng chưa? Vậy phân tử khối của anh X, vậy đây chính là X ạ. Phân tử khối của anh X của chúng ta là bằng 14. 14 cộng 13 cộng 35,5 bằng 62,5 ạ.
Được chưa? Vậy trong hợp chất X thì phân tử khối của X có giá trị là 62,5. 62,5 ạ. 62,5 ạ. Ok. 62,5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Ok, thank you cả nhà. Hello, thank you cả nhà. Ok, cả nhà nhớ comment đáp án nhá. Và nhớ share video live stream này lại về tường bởi vì nó free ạ. Ok, câu 67 ạ. 67. Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,2 mol nhôm. Hòa tan một hỗn hợp gồm 0,2 mol nhôm và 0,1 mol Al2O3. 0,2 mol nhôm. Nhôm là 0,2 và 0,1 mol Al2O3 thì cần tối thiểu V bilít dung dịch NaOH, thì có phải là tác dụng với NaOH thì nó tạo thành là gì ạ? NaAlO2. Đúng không ạ? Vậy là đây là bảo toàn nhôm đi ạ. Chúng ta cùng làm bảo toàn nhôm nhé. 0,2 nhân 1 cộng 0,1 nhân 2 thì có phải bằng 0,4 không ạ? Bảo toàn natri thì 0,4, vậy suy ra NaOH bằng 0,4. 0,4 thì hoàn toàn mình sẽ tìm được V là 0,4 chia 1 thì bằng 0,4 là bằng 400 ml. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Ok, 68 ạ. 68 ạ. Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm. Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm. Số mol kẽm bằng 13 chia 65 bằng 0,2 ạ. Và 5,6 gam sắt Fe, số mol sắt bằng 0,1 ạ. Tác dụng với dung dịch axit sulfuric loãng dư thì mình có một kẽm thì sinh ra một hydro. 0,2 thì 0,2. Một sắt thì sinh ra một hydro, 0,1 thì ra 0,1. Vậy tổng số mol hydro bằng 0,3. Vậy mình tìm được thể tích bằng 0,3 nhân 2,4 thì bằng 6,72 lít. 6,72 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi video này, ủng hộ chúng mình bằng cách là share video lại và tag tất cả các bạn bị mất gốc vào đây ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu sang những phần khó khó hơn, nên là chúng muốn là các cháu tag các bạn mà muốn mục tiêu cao vào đây ạ. Ok, câu 69. Câu 69 ạ. Thủy phân hoàn toàn 32,55 gam. Thủy phân hoàn toàn 32,55 gam tripeptide bạch hở ala gli ala. Ala gli ala, các cháu non chúng mình bấm phân tử khối nha. Đây, ala gli ala 32,55 chia cho bằng ngược đơn. Ala là 89, gli là 75, ala là 89 trừ đi 18 nhân 2 bằng 0,15 mol. 0,15 mol. Bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Vậy dung dịch X chúng ta gồm gli trừ 1 hydro cộng 1 natri và ala trừ 1 hydro cộng 1 natri ạ. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta đi bảo toàn gli ạ, 0,15. Bảo toàn ala 0,15 nhân với 2 thì bằng 0,3. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng nhá. 0,15 nhân mở ngoặc đơn gli là 75 cộng với 22 cộng với 0,3 nhân mở ngoặc đơn 89 cộng 22 bằng 47,85 gam. 47,85 gam. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 47,85 gam. Ok. Câu 70 ạ. 70 đáp án gì các cháu ơi? 70 đáp án gì ạ? 70 chúng mình lấy tờ giấy is rồi. 70 đáp án gì đấy ạ? Ui, phần các nhận định đúng sai này toang dễ sợ nhỉ. 70 bắt đầu sang phần khó khó rồi ạ. Hãy cùng comment đáp án với chú Bích ạ. Ok. Nào, bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Ok. Lê Quỳnh này. Lê Quỳnh đã share video live stream lại về tường chưa? Share rồi. Gửi quà cho cháu. Chú Bích xin phép chỉ gửi quà cho 10 cháu comment đáp án thôi ạ. Gửi quà cho Lê Quỳnh này. Hello, chào Lê Quỳnh này. Lê Quỳnh có quà nhá. Trần Chính Công này. Bước 1 share video live stream lại về tường. Trần Chính Công chưa share, chưa có quà. Đoàn Thị Hải Duyên này. Đoàn Thị Hải Duyên xe chưa? Đoàn Thị Hải Duyên chưa xe, chưa có quà. Liêm Cu Le này. Liêm Cu Le xe video live stream chưa? Chưa xe, chưa có quà. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án các cháu ạ. Phương Thanh này. Phương Thanh xe chưa? Phương Thanh xe rồi. Gửi quà cho Phương Thanh này. Gửi quà cho Phương Thanh ạ. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Hello, chào Phương Thanh. Chào Trần Mai Ngọc ạ. Trần Mai Ngọc đã share video live stream chúng mình đã về tường chưa? Trần Mai Ngọc share rồi. Gửi quà cho Trần Mai Ngọc ạ. Ok, gửi quà luôn cho Trần Mai Ngọc ạ.
Nhớ nhá, bước 1 xem video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Hello, chào Hoàng nữ Như Quỳnh ạ. Chào Hoàng nữ Như Quỳnh, Hoàng nữ Như Quỳnh xem video livestream rồi. Gửi quà cho Hoàng nữ Như Quỳnh này. Đấy, bước 1 xem video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án là nhận được quà ngay lập tức luôn. Thank you tất cả các cháu đã và đang theo dõi video livestream cũng như ủng hộ chúng mình bằng cách tag tất cả các bạn của cháu vào đây. Ok ạ. Chúng mình sẽ cố gắng hết sức mình để like thật nhiều nhiều đề nữa cho các cháu ạ. Cảm ơn tất cả các cháu nha. Nhớ share video livestream lại về tường và tag các bạn vào trong video livestream nhá. Chào Dung, hello chào Dung. Chúng mình xin phép chỉ tặng quà thêm cho hai cháu nữa thôi ạ. Chúng mình xin phép chỉ tặng quà thêm cho hai cháu nữa thôi ạ. Bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Hello chào Dung, Trần Văn ạ, cháu Trần Văn. Cháu Trần Văn này share chưa? Trần Văn chưa share, quà được đẩy xuống cho cháu Văn Võ. Văn Võ share chưa nào? Văn Võ chưa share, quà được đẩy xuống cho cháu Nguyễn Hà. Nguyễn Hà xe chưa? Nguyễn Hà xe chưa? Nguyễn Hà xe rồi. Gửi quà cho Nguyễn Hà. Gửi quà cho Nguyễn Hà. Ok, còn một cháu nữa thôi ạ. Còn một cháu nữa thôi ạ. Còn một cháu nữa thôi. Hello, chào Huy Trần. Huy Trần xe chưa thì gửi quà cho Huy Trần này. Huy Trần xe rồi. Gửi quà cho Huy Trần ngay vào luôn. Đây, gửi quà cho Huy Trần. Ok, bước 1 xe video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án là ngay lập tức có quà. Ok. Ok. Hẹn các cháu lại phần tặng quà sau nhá. Nào sang câu 70 ạ. Câu 70 ạ. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. 70 căng cực. Saccharose giống với glucose đều có phản ứng với CuH 2 lần. Ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch phức đồng màu xanh lam. Đúng. Sac, tinh bột, sen đều phản ứng thủy phân. Sac có, tinh bột có, sen có. Sac, tinh bột, thủy phân tạo thành glucose. Có phản ứng trắng bạc, đúng rồi, sắt có thủy phân tạo thành glu, tinh bột thủy phân cũng tạo thành glu, nên sắt cũng như tinh bột đều phản ứng trắng bạc, cái này sai. Sắt và tinh bột không trắng bạc. Có thể phân biệt sen và tinh bột bằng phản ứng màu iốt, đúng, iốt cho vào tinh bột thì chuyển thành màu tím. Giống như sen, amylopectin trong tinh bột có cấu trúc mạng không phân nhánh. Sen không phân nhánh, amylopectin có nhánh ạ. Sai ạ. Amylose mới không nhánh ạ. Vậy mình có 1 2 4. 1, 2, 4 và chúng ta có mấy nhận định đúng ạ? 3 nhận định đúng. Đáp án đúng là đáp án C. 3 nhận định đúng nha. 71 nào. 71 đáp án gì các cháu ơi? 71 ạ. Kỳ thi năm nay khá là khắc nghiệt nhỉ? Đúng ạ, trời cực kỳ nóng. Nhưng mà không sao cả. Có chú Minh đây rồi. Chú Minh sẽ cùng với các cháu, cùng độ cùng với các cháu luôn. Ok ạ. Nào câu 71. Tiến hành các thí nghiệm sau. Cho đồng dư vào FeNO3 hai lần không xảy ra phản ứng. Nhá. Không xảy ra phản ứng vậy thì chắc chắn chỉ thu được một muối tan, đúng không? Đây dung dịch một muối tan, cái này đúng. Thế mà lại đúng. Sục CO2 dư. Do sục CO2 dư nên chúng ta thu được NaHCO3. Đúng là chỉ thu được một muối tan thật. Đúng tiếp. N2CO3 dư. N2CO3 dư thì chúng ta sẽ thu được CaCO3 cộng với thằng này kết tủa này, NaHCO3 này. Rất nhiều cháu tưởng đây là một muối nhưng không phải đâu ạ, còn Na2CO3 dư nữa là hai muối ạ. Vứt ạ. Cho bột sắt vào FeCl3 dư thì chắc chắn nó sẽ tạo thành FeCl2. Đúng ạ, tưởng là một nhưng mà lại còn có cả FeCl3 dư nữa ạ. Vậy lại toang nốt ạ. Vậy ở đây chúng ta chỉ có mấy thôi ạ. Số thí nghiệm cuối cùng còn lại trong dịch chỉ chứa một muối tan là 1 và 2. Một là FeNO3 hai lần, hai là NaHCO3. Đáp án 3 loại do có NaHCO3 và N2CO3. Đáp án 4 loại do có FeCl2 và FeCl3 dư. Vậy chúng ta chỉ có hai thôi ạ. Hãy cẩn thận không bị toang đi ạ. Rất nhiều cháu toang ở câu này ạ. Câu 71 đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 72 ạ. Câu 72 ạ. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một STE cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24% E này 0,2 này cần dùng này NaOH này số mol này 24 gam chia 40. 24 chia 40 thì bằng 0,6. Vừa đủ. Thu được ancol cộng với lại muối. Muối này là bằng 43,6 gam của hai axit carboxylic đơn chức. Hai axit đó là gì? Căng nhỉ.
căng nhỉ. Thế hai axit hai cái muối này, vậy thì hai cái muối này thì nó sẽ là gì ạ? Là anh gì ạ? Là anh gì ạ? Đấy. RCOONa và R'COONa. Đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác chưa ạ? Đấy, nó là hai muối này thôi ạ. Chỉ có hai muối này thôi ạ. Thế thì để mà giải nhanh cái câu này, để mà giải nhanh với cái câu này ạ, thì chúng mình có cái cách làm sao cực nhanh cho các cháu nhá. Cực nhanh thế này, thử đáp án. Thử đáp án chơi không ạ? Đấy nhá, vừa đủ NaOH, vậy thì số tổng sụp đặt thằng này là A, đặt thằng này là B. Đúng không? Thì chúng mình sẽ có cái hệ đầu tiên là A cộng B thì bằng số mol NaOH là 0,6. Phương trình thứ hai là khối lượng muối thì bằng 43,6. Bây giờ chúng mình thử nhá. Thử với đáp án A này. Mình tội gì mình không thử. 1, 2 này. Anh này, đây có một hệ 1 bằng 1 bằng 0,6 bằng rồi. Anh này là bao nhiêu ạ? Anh này là bằng 46. 46 mà cộng 22 bằng, anh này là bằng bao nhiêu nhỉ? 29 này. 29, 24 cộng 5 29 cộng với lại 44 cộng 23 bằng, khối lượng muối bằng 43,6 bằng 0,5, 0,1. Thấy không? 0,5, 0,1. Mình thử sang đáp án B có được không nhá? Xem B này. 1, 1 này, 0,6 này, 68 này. Nhìn này, cháu này là 15 này, cộng 44 cộng 23 bằng này 43,6. Ô, 0,4, 0,2. Ô, thế không thử được. Căng nhờ. Căng nhờ. Không thử được các cháu ạ. À. Căng đấy, căng hơn dây đàn đấy. Không có thử được ở cái thằng này luôn. Hai axit đó là, xem nào. Ok, thế bài này căng cực. Bài này giải kiểu gì? Nào? Bài này giải kiểu gì? Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một STe. Cả hai cái đều số đẹp rồi. Không làm được. Thằng này là 0,4. Thằng này 0,2 thì chẳng làm ăn và nhằm nhò gì hết cả. Đúng không ạ? Chỉ thu được một ancol. Chỉ thu được một ancol. Đấy, vậy thì suy ra cái thằng ST này là ST mấy chức ạ? Để anh chúng mình kiểm tra lại đề xem. Đề rất dễ có thể khả năng là bị gõ sai à, bởi vì ở đây là chúng mình thuê một chị gõ. Các cháu đợi chúng mình một tí xíu ạ, để chúng mình check lại đề. Tâm. À, quên mất, cảm ơn chị, cảm ơn bạn Tâm đã share lại cái đề này cho chúng ta. Câu 72. 0,2 mol 1 ST cần dùng vừa đủ thu được một ancol 43,6 gam hỗn hợp hai muối của hai axit carboxylic đơn chức. À đây. Thế các cháu nhìn nhá. Chỗ này là cần dùng vừa đủ. Vậy thì suy ra ST này, suy ra số chức của ST. Này là ST hai chức bằng 0,6 chia cho 0,2 thì bằng 3. Vậy suy ra ST này ba chức. Đúng chưa? ST này ba chức, vậy thì có 1,1 muối, có gấp đôi cái thằng muối còn lại. Thế thì thằng này là gấp 5, vứt. Vậy thằng này gấp đôi, vậy lấy. Đúng không ạ? Hiểu không ạ? Bởi vì đây là ST3 chức mà. Các cháu hiểu không nhỉ? Do anh này là ST3 chức nên sẽ phải có, mặt lại chỉ thu được hai muối nên sẽ có một muối có số mol gấp đôi số muối còn lại. Anh này gấp 5, anh này gấp 2. Được. Giờ chúng mình thử nốt thằng C này xem nào. 11 0,6 nhá. Cháu này là bằng bao nhiêu nhỉ? À, 24 cộng 5 cộng 44 cộng 23 bằng, cháu này là 12 nhân 3 cộng 7 cộng 44 cộng 23. Đấy. 1,6 cháu này vứt này. Cháu này xem nào. À, 15 cộng 44 cộng 23. À, 29 cộng 44 cộng 23. Cháu này cũng vứt luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Thấy skill của chúng mình kinh khủng không? Dã man không ạ? Câu 73. Dĩ nhiên là chúng mình có cách làm theo cách bình thường, nhưng mà cách làm theo cách bình thường nó không được nhanh bằng cách này. Cái này nhanh nhất. Câu 73. Cho hơi nước. Ui, câu này mấy năm nay rất hay thi ạ. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí gồm CO2, CO, H2, toàn bộ lượng khí X tác dụng vừa đủ khử hết Fe2O3. Số mol là 48. 48 chia 160 bằng 0,3 mol. Được chưa? Và thu được, chắc chắn thu được bọn này là CO2 và H2O. Số mol của nước bằng 10,8 chia 18. 0,6 mol nước. 0,6 mol nước, vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có này. Suy ra số mol oxy trong oxit. Được chưa? Nào. Số mol oxy trong oxit bằng bao nhiêu ạ? 0,3 nhân 3 bằng 0,9. Nhá.
0,3 nhân 3 bằng 0,9. Vậy ở đây mình có số mol oxy trong oxit phản ứng hết thì chính bằng số mol CO cộng số mol H2. Được chưa? Thế mà nó lại chính bằng là số mol của CO2 sinh ra cộng với số mol nước. Được chưa? Vậy thì suy ra số mol nước ở đây bằng 0,6 thì suy ra số mol hydro này bằng 0,6 này. Mà CO cộng H2 bằng 0,9 rồi. Vậy suy ra số mol CO bằng 0,9 trừ 0,6 thì bằng 0,3. Được chưa? Bây giờ đề bài hỏi chúng ta là thể tích khí CO2 thu được trong hỗn hợp khí X. Đây, hỗn hợp khí X đây. Cần tìm CO2, vậy cần tìm CO2 thôi là xong. Nhá. Vậy giờ làm nào ạ? Đây hydro bảo toàn đấy, hydro đây 0,6, vậy thì chu hết vào đây cũng là 0,6. Đúng không ạ? Thế giờ bảo toàn oxy nhá. Bảo toàn oxy được không ạ? Bây giờ chúng mình sẽ đặt thế này. Chúng mình sẽ đặt số mol của CO2 là A thì carbon này cũng là A. Đúng ạ? Vậy chúng mình đi bảo toàn oxy được không? Chúng mình bảo toàn oxy nhỉ? 0,6 trừ đi 0,3, vậy A bằng 0,3. Nhá, vậy suy ra phần trăm thể tích của CO2 trong hỗn hợp này là bằng bao nhiêu ạ? CO2 trong hỗn hợp này là bằng bao nhiêu ạ? Đây, 0,3 chia cho tổng hỗn hợp là 0,3 cộng 0,3 cộng 0,6 bằng 25. Đúng chưa? Phần trăm thể tích. Thế sao phần trăm thể tích này lẻ thế nhỉ? Toàn bộ lượng khí X khử hết 48 gram, thu được 10,8 gram nước, thì phần trăm thể tích khí CO2 trong hỗn hợp khí X nó phải là tròn chứ, làm sao lại lẻ vậy? Phần trăm thể tích của CO2 trong toàn bộ hỗn hợp khí X là có lẻ thế nhở? Đợi tí để chúng mình nhìn lại. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí gồm CO2, CO, H2, toàn bộ lượng khí X vừa đủ để khử hết 48 gram Fe2O3. Vậy đây này, Fe2O3 tổng chỗ này là bằng 0,9, đúng không? 0,9 chúng mình làm ra là IB. Đúng rồi, câu này dễ hơn câu 72. Đây, cái này là bằng 0,9, đúng chưa? Thế thì 0,3 nhân 3 thì bằng 0,9, thì chính bằng là NCO cộng với lại H2 bằng NCO2 cộng với nước. Số mol nước hay chúng mình bấm nhầm nhỉ? 10,8 chia cho 18 bằng 0,6, đúng rồi. Suy ra số mol CO bằng 0,3. Số mol CO bằng 0,3. À ừ, đây 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 đây, chúng mình giải nhầm. Biết 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 tôi bị nhầm ạ. Thank you cả nhà. Chúng mình bị nhầm ạ. Đây 0,3 nhá. Đây 0,3 mà A bằng 0,3 đây để toang. Sorry cả nhà, chúng mình bị giải nhầm ạ. Đây 0,6 này trừ 0,3, chỗ này chúng mình quên chia cho bạn, 0,6 trừ 0,3 bằng 0,3, chia cho 2 bằng 0,15 ạ. Tí toang ạ. Khổ lắm. Không có bảo toàn đây ạ. Đây không bằng A đâu, bảo toàn oxy ạ, 0,15 ạ. 0,15 chia cho mở ngoặc đơn 0,15 cộng 0,3 cộng 0,6 bằng đây 14,28 ạ. 14,28% ạ. Có nghĩa là bằng 14,29. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Tí toàn. Câu 74. 74 câu điện phân. Lâu lắm nay mới lại thấy câu điện phân quay trở lại trong này nhá. Điện phân dung dịch chứa 0,1 mol FeCl3. Điện phân dung dịch chứa 0,1 mol FeCl3. Điện cực trơ. Ui, thế dễ. Cường độ dòng điện I bằng 1A, T bằng 9650. Suy ra số mol E trao đổi bằng IT chia F bằng 1 nhân 9650 chia 96500 bằng 0,1. Vậy số mol E trao đổi bằng 0,1. Được chưa? Vậy thì chỗ này mình sẽ có này. Thằng anh này điện phân để tạo thành Fe cộng với lại Cl2. Nhưng mà số mol E đây là ban đầu này. Phản ứng thì là 0,1 mol E trao đổi, mà sắt chúng ta là từ sắt dương 3 về sắt bao nhiêu ạ? Cẩn thận. Bài này toang kinh khủng luôn ạ. Đầu tiên sắt dương 3 phải bị điện phân về thành sắt dương 2 đó. Mà ở đây là điện phân có 0,1 mol thôi nhá. Vậy thì hoàn toàn anh này là 0,1, phản ứng là cũng 0,1. Được chưa? Và sinh ra clo thì 0,1. Đây là sinh ra clo thì anh này là 3, thì anh này là 3, anh này là 2, anh này là 2. 0,1 nhân 3 chia 2 bằng 0,15. Đúng không ạ? Clo làm sao 0,15 được, 0,1 nhân 3 chia 2 là 0,15, 0,15 nhân 2. Không phải. Số mol E trao đổi đây có 0,1 thôi ạ. Sắt dương 3 về sắt dương 2 là 0,1. À đây chúng mình chưa cân bằng. Sorry ạ, không giải theo kiểu viết cân bằng phương trình phản ứng được đâu ạ. Đây nha, chúng mình viết ra cho các cháu nhìn nha. Số do số mol E trao đổi bằng 0,1. Do số mol E trao đổi bằng 0,1 nên chúng mình sẽ có sắt dương 3 về sắt dương 2
nhận 1E, đây là 0,1, được chưa? Đây là 0,1, do sắt Dương 2 vẫn còn trong dung dịch nên không bị giảm. Cl trừ về Cl2, 2 trừ 2E, 0,1 suy ra biến thành Cl2 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Thằng này bay lên ạ. Được chưa? Vậy mình có này, khối lượng dung dịch sau điện phân so dung dịch trước điện phân là giảm rồi. Mà là giảm, và giảm thì chính bằng M của Cl2 bay lên và bằng 0,05 nhân 71 nhá. 0,05 nhân 71 rất dễ chết. Nhân 71 bằng 3,55 gam ạ. 3,55 gam. Thề câu này ối nó chết nhá. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C, 74, đáp án C. Các cháu cẩn thận, bởi vì là sắt 3 cộng bước 1 điện phân trở về thành sắt 2 cộng trước. Sau đó sắt 2 cộng nó mới về thành sắt. Thế mà ở đây là số men trao đổi đi có là 0,1 thôi. Ui câu này lừa toang phết nhỉ. Nhiều đứa chết. Chết ngàn củ tỏi. Câu 75 ạ. Câu 75 này chúng mình để lại tí chúng mình giải sau nhá. Câu 76 ạ. 76 này. Cho phát biểu sau. 76. Cho phát biểu sau. Ni lông 6,6 được điều chế từ hexametylen, diamin và axit acetic. Sai. Axit adipic. Sai. Este chỉ được điều chế từ axit carboxylic và ancol. Sai. Este còn có thể điều chế được từ thằng axit và thằng acetylen nhá. Các hợp chất peptide bền trong môi, cái này là giảm tải này, ý hai này là giảm tải rồi này. Nên là đề này cho hơi lỗi một chút nhá, phần ý hai này giảm tải. Các hợp chất peptide bền trong môi trường kiềm. Sai. Peptide thì không bao giờ bền trong môi trường kiềm. Anilin phản ứng HCl tạo thành muối phenylamoni clorua C6H5NH2 cộng với HCl tạo thành C6H5NH3Cl. Đúng. Tạo thành muối, cái này đúng. Vậy số phát biểu không đúng là 1, 2, 3. 3 phát biểu sai. Xong câu 76, 77 nghe vẻ khó để lại. 78 nghe vẻ khó để lại. Để lại 3 câu rồi. 79 nào. 79 một câu thí nghiệm dễ nào. CH5 này, CH3CH này, H24 đặc này, đá bọt này, cho trong này. Nước đá thu được. Thế thì phản ứng này thì nó sẽ tạo thành là C2H5OH cộng với lại CH3COOH. Được chưa? Mũi tên hai chiều H2SO4 đặc để thu được CH3COO C2H5 cộng với lại H2O. Vậy mình có này. Etin acetat có nhiệt độ sôi thấp dễ bị bay hơi khi đun nóng, chính xác. H2O4 đặc vừa là chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước, chính xác. Etin acetat qua ống dẫn dưới dạng hơi nên cần làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ, chính xác. Khi kết thúc thí nghiệm cần tắt đèn cồn trước khi tháo ống dẫn hơi etin acetat. Tắt đèn cồn. Nếu mà tắt đèn cồn nhá thì cái khí bên trong này nó sẽ bị co lại, nó hút nước trở lại. Không được, được chưa? Nên là phải làm sao ạ? Tháo ống dẫn hơi trước khi tắt đèn cồn. Cái này sai. Nâng cao hiệu suất phản ứng có thể thay axit acetic bằng giấm ăn. Sai. Axit acetic là nguyên chất trong giấm ăn, giấm ăn có nước. Được chưa? Không thể nâng cao hiệu suất được bằng cách đấy. Vậy số phát biểu đúng của chúng ta là 1 2 3. 3 phát biểu đúng C. 9 điểm rồi các cháu ạ. 9 điểm chặt rồi ạ. Đáp án đúng chúng ta phải đáp án D nhá. 9 điểm rồi đấy ạ. Sao ạ? Sao ạ? Bây giờ các cháu có muốn lên đến 9,25 không ạ? Để chúng mình độ ạ. Sao nào bây giờ các cháu có muốn lên 9,25 không ạ? Nào cháu nào thích 9,25 nào. Cháu nào thích 9,25 để chúng mình độ phát lên 9,25 này. Độ mỗn phát thôi là lên được 9,25 ngay lập tức luôn liền này. Sao có máu không ạ? Máu không để chú Binh còn độ nào. Căng nhờ. Căng cực cái chứ còn gì nữa. Nào. Hello chào cả nhà. Cả nhà đang học một cái buổi học chiến đấu về phần peptide cùng với chú Minh ạ. Ok. Nào. 8 10 hỗn hợp E 925 đây. Hỗn hợp E gồm các chất. Hỗn hợp E gồm các chất là C5H14N2O4 là muối của axit hữu cơ đưa chức. Y là C2H7NO3 là muối của axit vô cơ.
Thế thì thằng này là mới một axit vô cơ ấy. Thế thì mình phải test. Xem nào, CH7. Thế thì thử xem gốc CO3 này. HCO3 đi xem nào. Thì nó còn là gì ạ? C2H5. NH2 đúng không? Không, C. Đúng ạ. CH3 NH3 HCO3 đúng không ạ? C2 này, H7 này, NO3. Đúng rồi, đấy, CH3 NH3 HCO3. Cho toàn bộ lượng E tác dụng với lượng dung dịch chứa 0,7 mol NaOH. Đây, NaOH 0,7. Đun nóng. Tác dụng hết thì thu được 0,4 mol hỗn hợp hai khí. 0,4 mol, vậy chúng ta có một khí rồi. Đây. Tác dụng NaOH thì mình thu được khí CH3 NH2. Rồi, và một khí nữa. Nào nào. Có số mol bằng nhau và dung dịch Z. Đây. Có số mol bằng nhau và dung dịch Z. Đây. Có số mol bằng nhau và dung dịch Z. Thế thì thằng này một thằng khí nữa, dung dịch Z đây. Dung dịch Z. Có số mol bằng nhau nó không nói năng gì hết. Thế mới căng nhỉ. Thế bây giờ anh này là muối của axit hai trước, bây giờ mình phải biết xem cái muối của anh axit hai trước này như thế nào. Thế thì cùng chúng mình xem nhá. Cái muối anh axit hai trước này, xem là bây giờ chúng mình phải xét xem đã. Đây là COO, COO đây là axit hai trước này. Đúng không? Thế thì có số mol bằng nhau thì thử đi ạ. NH4 xem. Đây là N2 mà, hai thằng NH4. Vậy thì ở đầu này còn C mấy ạ? Xem ở đầu này còn C mấy ạ? C5 này, trừ đi 2 thì còn C3. H14 mà trừ đi 8 thì còn H6. C3 H6 được nhờ. Thoải mãn nhờ. Vậy suy ra khí ở đây là khí NH4, NH3 đúng không? Đặt cháu này là A. Đặt cháu này là B. Thì có phải khí sinh ra là 2A? Cháu này sinh ra là B. Mình có là 2A. Số mol bằng nhau nhé. 2A bằng B và bằng 0,2. Vậy suy ra B thì bằng 0,2. Còn A thì bằng 0,1. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được khối lượng của Z. Khối lượng của Z của chúng ta thì là bằng bao nhiêu ạ? Xem nào, cộng với NaOH dư. Đây là cộng NaOH hết với căng. Vậy Z của chúng ta sẽ là gồm gì ạ? Xem nào. C3 H6 COO NA tất cả 2 lần. Được không ạ? C3 6 COO NA tất cả 2 lần 0,1. Và anh NA2 CO3. Xem nhá, 0,7 trừ đi 0,2. 0,7 trừ 0,2 còn 0,5 không được. Na2CO3. Thằng này còn muối nữa không ạ? Hết rồi. Muối Na2CO3 thôi. Muối Na2CO3 thì bảo toàn gốc C đi ạ. Anh này là 0,2. Vậy khả năng cao còn NaOH dư. Xem nhá, 0,1 nhân 2 là bằng 0,2 cộng với 0,4 là bằng 0,6. Vậy NaOH dư là 0,7 trừ 0,6 thì còn 0,1 à? Thế mà nói là tác dụng hết. À cũng có thể là hết được. Vậy ở đây chúng ta tìm được M chắc chắn ạ. 0,1 nhân 40 cộng 0,2 nhân 1 nhân 106 cộng với lại 0,1 nhân 12 nhân 3 cộng 6 cộng 67 nhân 2 bằng 42,8 gram. 42,8 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu. Dễ không ạ? Quá dễ. 9,25. Xem nào, 9,5 nhá. Máu chiến 9,5 không ạ? Máu chiến 9,5 ạ, xem là còn bao nhiêu câu? Còn câu 78 để lại này. Còn câu 78 để lại này. Còn câu 78 để lại, câu 75 để lại, câu 77 để lại. Đúng rồi. Giờ sang cái câu 78 xem nhá. Câu 78 căng đấy nhỉ, eo nhìn dài lắm. Sợ sợ. 78 để lại, eo nhìn dài này, nhìn khó. Câu này khả năng cao khó nhất đề. Giải mấy câu dễ dễ trước. Câu 75 xem nào. 75 trông ngắn hơn, giải ngon lành cành đào hơn đúng không? 75. Ở đời mình biết chọn chỗ dễ mà đi. 75. Đốt cháy hoàn toàn một nội chất béo X. X chất béo CXHIO6 thì cần dùng vừa đủ oxy 3,16. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất béo trên bằng NaOH. Thu được M gam hỗn hợp hai muối
của axit oleic C17H33CONa và C10 linoleic C17H31CONa. Biết lượng chất X trên có thể và glycerol là C3H8O3. Biết lượng chất X trên đớp brom là 0,2. Căng nhỉ? Căng nhỉ? Đề bài yêu cầu tìm giá trị của M. M là tìm giá trị của M gam hai muối. Thế tìm số mol đằng này là xong. Thế thì bây giờ thế này đi ạ. Bây giờ chúng mình hướng dẫn cái cháu giải này cho đỡ phải đặt ẩn nhé. C17H33 này này thì nó có mấy pcc ạ? 1 pcc đúng không? C17H31 này thì có 2 pcc đúng không? Thế mà do cái anh này là triglyceride mà lại thủy phân ra chỉ có hai thằng này thôi. Vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp nhá. Hai trường hợp hoặc là hai gốc này, một gốc này hoặc là một gốc này, hai gốc này. Được chưa? Vậy chúng mình đi giải trường hợp số 1 đây. Trường hợp số 1, đây trường hợp số 2. Ok không ạ? Đây chúng mình giải trường hợp số 1 cho nhanh. Trường hợp số 1 là nó bao gồm là thằng X của chúng ta là gồm hai gốc C17H33COONa và một gốc C17H31COONa. Được không ạ? Vậy suy ra công thức phân tử của X được luôn ạ. C bao nhiêu ạ? 17 cộng 1 là 18. 18 nhân 3 cộng 3 bằng C57. H ạ. 33 nhân 2 cộng với lại 31. Được chưa? 33 nhân 2 cộng 31. 33 nhân 2 cộng 31 cộng 8. Trừ đi chỗ này là 3. Trừ 3. 102 H102O6. Được chưa? Thì cháu này cộng oxy này. Ăn 3 NaOH này, brom này. Thế thì cháu này do này hai gốc C17H33 và một gốc C17H31 thì cháu này là sẽ có là số pi, tổng số pi CC của nó sẽ bằng là bao nhiêu ạ? 1 x 2 cộng 1 x 2 là 4. Đúng không? Trong này có 2 pi CC này. Trong này có 1 pi CC x 2 là 2 cộng 2 pi là 4, được chưa? Vậy thì nó sẽ ăn 4 BR2. Số mol BR2 là 0,2 thì suy ngược lại 0,2 x 1 chia 4 bằng 0,05. Được không ạ? 0,05 thằng này bây giờ viết phương trình vô oxy ạ. Để mình test xem có đúng là ăn 3,16 oxy không. C57H102O6 cộng với oxy thì tạo thành CO2 cộng H2O. Đây là 57 này. 102 chia cho 2 bằng 51 này. Đếm oxy 57 nhân 2. Nhân 2 cộng 51 bằng 165. Trừ 6 bằng chia 2 bằng 79,5. Mà chỗ này số mol là 0,05. Mà nhân với lại N 3,975. Sai chưa? Sai. Sai, vậy không phải là trường hợp 1 nhá. Sang trường hợp số 2 ạ. Sang trường hợp 2 là X của chúng ta gồm một gốc C17H33COONa và hai gốc C17H31COONa. Như thế này thì các cháu dễ làm hơn là cái việc mà các cháu đi theo kiểu là đặt ẩn giải hệ, rất là mất thời gian ạ. C57H sẽ nhà bao nhiêu H nha? 31 nhân 2 cộng 33, được chưa? Cộng 8 trừ 3 bằng 100. H100. Ơ sao đây lại H100 được nhỉ? Hai gốc này phải nhiều hơn chứ nhỉ? Sao chỗ này có H100? Vừa nãy mình có cộng trừ thiếu gì không? Xem nào. Chỗ kia là 33 nhân 2 cộng 31 cộng 8 trừ 3 bằng H102 thật. Thế chỗ này là 31 nhân 2 cộng 33. Được chưa? À đúng rồi, giảm 2 thật, chính xác. Lú lú lú. Thế thì chỗ này ăn mấy brom ạ? Anh này chỉ có 1 pcc là 1 pcc, pcc bằng O6 ạ. 1 pcc cộng với 2 là 2 nhân 2 là 4, vậy là 5. 5 brom. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây anh này là 0,2 mol thì suy ngược lại là 0,2 nhân 1 chia 5. 0,04. Mình lại viết phương trình VOC tiếp. C57H100O6 cộng oxy tạo thành 57CO2 cộng với 50H2O
Bảo toàn oxy 57 nhân 2 cộng 50 trừ 6 bằng, chia 2 bằng 79. Cháu này 0,04 mà nhân 79. Thực ra sao là 3,16 oxy nhỉ? Thế là bị sai à? Hay bấm máy tính sai? 3,16 oxy á? Ừ đúng, 3,16 oxy thật. Có thể chả nhẽ mình bấm máy tính sai. À mình chưa 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 chia cho 2. Úi giời ơi, 57 nhân 2 cộng với lại 50 cộng 50 trừ 6 bằng, chia 2 rồi. Chia 2 rồi mà. Bằng 79 mà. 0,04 mà nhân với 79. À đây 3,16 đây đấy. 3,16 vừa đấy, chúng mình ấn kiểu gì ý? Đây 3,16 vậy, hoàn toàn chính xác luôn. Đấy đúng là ăn 3,16 vậy, chắc chắn là cháu này rồi. Đấy chưa? Vậy anh này là 0,04 nhá. Thế thì anh này là bằng 0,04 nhân 3 là 0,12. Anh này 0,04. Chúng ta tìm được khối lượng luôn ạ. 0,04 nhân với lại 12 nhân 57 cộng 100 cộng 16 nhân 6 bằng 35,2. Hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng, mình có 35,2 cộng 0,12 nhân 40 trừ 0,04 nhân 92 bằng 36,32 gam. 36,32 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 36,32 gam. C ạ. Dễ không ạ? Với skill của chú Vinh thì đơn giản. 77 nè. 77 nè. 77 nào các cháu ơi, quyết tâm không ạ? 77 nào. Hỗn hợp E gồm 3 este. Đây đây đây. Hỗn hợp E. Hỗn hợp E gồm 3 este. Mạch hở E là este 2 chức. E là este, hỗn hợp E gồm 3 este. Mạch hở. Ui căng nhờ, căng thẳng phết. Hỗn hợp E gồm 3 este, mạch hở E là este 2 chức. Cấu tạo đối xứng. Ui, coi lại còn cả cấu tạo đối xứng. Cấu tạo đối xứng đây. Este 2 chức Y CN2N trừ 2 O4 càng phết nhờ. Nào, các cháu có muốn làm câu này không nào? Thì để chú Minh đỗ. Sợ gì? Đây nhá. 77 đây. E gồm 3 este mạch hở. E này. 3 este mạch hở. X 2 chức C6H6O4 cấu tạo đối xứng. Cấu tạo đối xứng thì mình chỉ xem ra anh này có bao nhiêu pi ạ? C6 thì đáng nhẽ nó phải là có 2 pi trong này rồi. Đáng nhẽ nó là CN2N trừ 2 thì 2 nhân 6 là bằng 12, 12 trừ 2 là 10, vậy là trong này có 2 pi nữa, 2 pi CC. Mà lại cấu tạo đối xứng, vậy thì nó chỉ có thể thế này. ST HOOC C nối 3 C COOH. Không phải. Đây CH3. Đây CH3 OCH3. Đủ H6 luôn này. C6 H6 đối xứng luôn, chính xác. ST 2 chức Y. ST 2 chức Y. CN2N trừ 2O4 và ST 3 chức Z. Z 3 chức căng nhờ. CN H2N trừ 2O4 CM H2M trừ 4O6 đốt cháy hoàn toàn 17,94. Số mol X gấp 3 lần số mol Z. Đọc thằng này là A. 3A thì này là trong oxy vừa đủ thì thu được CO2 29,92 chia 44 bằng 0,68. Chưa làm ăn được gì ạ. Thủy phân 17,94 gam E thì cần. Tóm tắt vào đây đã.
Ui, bài này dài thế. Thì cần 140 ml dung dịch NaOH. NaOH. Đây. NaOH. Số mol là 2 nhân với lại 0,14 bằng 0,28. Sau phản ứng thu được dung dịch F chứa 2 muối và 8,78 gam hỗn hợp T chứa các ancol no. T ancol no. Cô cạn F. Cô cạn F. Cô cạn F thì ancol bay hơi. Nung trong vôi tôi sút dư. Nung trong vôi tôi sút CaO thì thu được 4,928. Số mol khí bằng 4,928 chia 2,4 bằng 0,22 mol. Hỗn hợp hai khí. Hai khí nặng là 1,88 gam. Thế thì anh này này, phản ứng NaOH thu được hai muối vậy thì chắc chắn có một muối là gì ạ? C nối 3C này. COONA này. COONA rồi. Thế mà nung trong vô tô sút thì chắc chắn thu được CH2. Một khí là CH2. Số mol khí là 0,22. M khí là 1,88. Vậy suy ra phân tử khối trung bình của khí. Phân tử khối trung bình của khí sẽ bằng là 1,88 chứ 0,22. 8,545. 8,55. Vậy phân tử khối trung bình là 8,55. Vậy chắc chắn phải có một thằng nhỏ hơn 8,55 mà CH4 là bằng 16 rồi. Vậy suy ra phải là có thằng hydro. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta đặt anh này là A, đặt anh này là B, chúng ta sẽ có hệ phương trình. A cộng B bằng 0,22. Khối lượng ạ. 26A cộng 2B bằng 0,22 bằng 1,88. A bằng 0,06, B bằng 0,16. 0,06. 0,16. Đấy. Vậy suy ra anh này là bằng 0,06. Thế 3 bằng 0,06, suy ra bằng 0,02. Được chưa? Đề bài nói là Y và Z là các este no, mà hơn nữa sản phẩm xà phòng hóa lại chỉ thu được có 2 muối. Thử có 2 muối thôi. Mà bọn này là no. Thì một muối đây rồi. Còn một muối nữa. Một muối nữa là gì? Một muối nữa là gì đấy ạ? Cứ từ từ đã nhỉ. Anh này là 0,06 rồi. Ăn NaOH đi ạ. Ăn NaOH 0,28 đi ạ. Vậy mình tìm được anh này đi ạ. Hai chức. Vậy mình có số mol NaOH bằng. Hai chức này thì bằng là 2 nhân 0,06 cộng với 3 chức thì 3 nhân 0,02 cộng đây là 2 chức thì 2 nhân Ni. Đến đây mình tìm được Ni. 0,28 trừ đi 0,12 trừ đi 0,06 bằng chia 2 bằng 0,05. Ni bằng 0,05. Căng nhỉ. Chưa làm ăn được gì nữa. Hai ăn con no. Số mol ancol chưa biết. Chứa các ancol no. Số mol ancol thì chưa biết. Thế mà ở đây đề bài lại nói chúng ta là xem còn cái dữ kiện gì của muối không ạ. À đúng rồi. Do đây là vôi tôi sút mà lại chỉ thu được CH2 và H2. Vì vậy nên một muối nó phải làm một muối nữa là một muối HCO rồi. Nữa thì thằng này mới thu được chỉ H2 thôi. Được chưa? Vậy suy ra anh này nó sẽ có dạng là HCOO. Hai chức, hai lần A. Cháu này sẽ là HCOO, ba chức, ba lần B. Đấy. Ôi dồi ôi, phát kiến khoa học luôn. Để em bình tĩnh nhá, nghĩ tiếp. À chưa bảo toàn carbon đi. Biết được CO2 này. Bảo toàn carbon nhá. Bảo toàn carbon mình có này. Đốt cháy mà. 0,06 nhân với 6 cộng với 0,05 nhân với 2 cộng với lại số carbon của A
cộng với 0,02 nhân 3 cộng với carbon của B thì bằng số mol CO2 là 0,68. Vậy đấy là mình giải. À, mình có là 0,36 cộng với 0,1 cộng 0,05 carbon của A, 0,06 cộng 0,02 carbon của B thì bằng 0,68. Suy ra 0,05 carbon của A cộng 0,05 carbon của A cộng với 0,02 carbon của B thì bằng 0,68 trừ đi 0,06 trừ đi 0,1 trừ đi 0,36 bằng 0,16. Nhân tất cả lên 100, 5 carbon A cộng 2 carbon B bằng 16. Do thằng này hai chức nên carbon của A phải lớn hơn bằng 2. Ba chức nên carbon của B phải lớn bằng 3. Được chưa? Thế thì thử luôn xem nào, 2 nhân 5 là 10. 10 cộng 2 nhân 3 là 6. À vậy được, suy ra luôn. Carbon A phải lớn hơn bằng 2. Carbon B phải lớn hơn bằng 3. Nên suy ra carbon A bằng 2. Carbon B bằng 3. Ui sự ngon lành cành đào. Xong rồi. Để bài hỏi cái gì? Phần trăm khối lượng của Z trong E. Z đây. Vậy suy ra thằng Z của chúng ta là gồm bằng 3 hả? HCOO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không ạ? Bởi vì nó ra ra ăn con no mà. Được chưa? Vậy Y này là HCOO tất cả 2 lần C2H4. Đúng chưa? Không được. Không được, HCO2 lần. À được. À đây thu được các ancol mà. Đúng không? Đề bài hỏi là cái gì ạ? Phần trăm khối lượng của Z trong E. Đây Z đây. Hỏi phần trăm khối lượng của Z. Mình tìm được bằng 0,02 nhân mở ngoặc đơn. Là chỗ này là 4445 nhân 3 cộng với 12 nhân 3 cộng 5 bằng chia cho mở ngoặc đơn N cộng với 0,05 nhân mở ngoặc đơn 45 nhân 2 cộng 28 đóng ngoặc đơn cộng tiếp cộng với anh này là 0,06 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 6 cộng 6 cộng 16 nhân 4 bằng nhân 100 19,62%. 19,62%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. 19,62% các cháu. Một bài cực kỳ hay luôn. Hay không ạ? Quá hay còn gì nữa. Các cháu ơi, có lẽ câu 78 là câu lấy điểm 10. Chú Minh sẽ đăng lại cho cháu file đáp án sau nhá. Chú Minh giải cái đề này ướt hết áo rồi. Nóng hết cả người rồi. Có lẽ xin phép chào tạm biệt các cháu và hẹn các cháu vào các buổi live vào các hôm sau. Bye bye, chào tạm biệt.